preview. Sáng nay mình sẽ dẫn mọi người đi biển biển cá Bình Châu nha. Bây giờ cùng theo chân bọn mình nha. Hôm nay trời mây vũ bão luôn á. Trời kìa. Nay đi ngắm bình minh biển mà bầu trời quá sướng luôn. Bây giờ thì chúng ta đang ở tỉnh khác, đi tham quan chợ cá nha. Đi qua bản đường này, lỡ đi qua bản người ta. Em quay cho vui vậy chứ còn kênh em đâu có bao nhiêu người theo dõi đâu. Anh cho em hỏi là cái đường đi qua bản đó là đường nào anh? Đi qua biển luôn hả? Dạ đi qua biển. Em thấy mấy đứa nó hay chụp hình lên. Đi qua biển thì đi đò qua kia, đi đò qua kia, qua đường Bình Dương á. Đi qua đường Bình Dương xong đi đò qua. Ý là qua bên này nè. Qua phía bên. Qua qua cái đầu kia xong rồi đi đò qua kia. Dạ, xong rồi mới ra được bên đó. Rồi xong bắt đầu đi lấy số điện thoại và đò đó nha. Thì khi nào vô thì báo qua lại. Dạ, giờ là không đi đò qua bạn. Đi đò qua đó mới được rồi, muốn đi ra mẹ đi. Dạ, dạ. Vậy là bây giờ mình đi qua bên này nó có cái ngõ vô không? Dạ, cái cổng cái bảng đó. Qua cổng cái bảng chạy qua kia có cái đò mà. Dạ. Kia nó chở qua đó. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì vô đây là không được á. Từng đợt hay sao á mày? Hồi nãy cái anh đứng nói chuyện với mình, giờ anh đi kìa. Không phải, cái này chỉ là người cái ghe này nè, là chỉ là người chở đây thôi, cái đò để người ta chở qua thôi. Đi ông chọn đi qua cảng chơi không? Đi. Đây là chợ cá, đi một vòng chợ cá nha. Đương nhiên rồi, mẹ cho túi không có tiền rồi. Đây.
Ra bên đây này. Sau khi cá đem lên con sẽ lựa. Bên này thằng ghê chào bác không à. Thôi đó, tao có thấy con nhện nó đi á. Tao thấy cái đi được á, mày chạy chạy thẳng bên kia luôn nha chồng. Nhiều khi có cái nhện nó. Xin chào tất cả các bạn. Sau đây thì mình dẫn mấy bạn đi cảng Bình Châu để coi cảng Bình Châu như thế nào nha. Đây là cái tàu cá lớn, hình như nó mới cập cảng nè. Đi qua này coi thử Vân. Thuyền này là mấy cái thuyền đi lâu ngày không con? Mấy cái to to này nè, hay là đi trong ngày vậy? Dạ đi 20 ngày. Dạ sáng bây giờ về. Ủa mà sao sao? Mà mấy cái bao hồng hồng trong đó là sò lông đúng không con? Dạ. Trời nghề của cô mà. Sao 7 mét rồi. Rất là ngập tới. May quá trời luôn, nhưng mà không có mưa. Ê, đang ngồi trên xuồng. Gọi là ghe, cái này gọi là ghe hay xuồng con? Cái lẽ. Cái đò. Đang ngồi trên đò. Quanh đây là toàn ghe không? Toàn ghe. Thúc. Sắp tới rồi. Dạ. Đây, mấy chú đang văn nghệ. Mình vào được tới bờ bên này rồi.
Sau khi chúng ta rời ghe xong, người ta gọi là đò chứ không phải là ghe, thì mình đã đáp vô đất. Bây giờ mình sẽ đi lên phía trên kia, có cái gọi là cái bờ kè để mình tham quan cho mọi người. Bên này là rất là nhiều ghe nè. Nghe rất là nhiều luôn. Wow. Mọi người cùng đi với mình nha. Ở đây người ta gọi là cảng Bình Châu. Mình đang đi trên bờ kè. Đây có cái gì? Cầu cho đi biển được an bình. Chắc mình sẽ đi ra bờ kè. Wow. Rất tuyệt vời, giống như mình chụp hình luôn.